Mến chào quý anh chị, là lại em đây, Phan Hảo, Rượu Ông Tàu, Chư Sa Hàng Ngọc ha. Thì hôm nay em đang có mặt tại ngay xã Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha anh chị. Vị trí em đang đứng đây là sát với lại tỉnh lộ 44A ha. Cách tỉnh lộ 44A nó đâu đó khoảng tầm 100m thôi nha chị. Rất là gần luôn ha. Tí nữa em sẽ quay ra cho anh chị xem. Thì đường tỉnh lộ 44A đó là đường huyết mạch nha anh chị, liên xã, liên huyện, liên tỉnh luôn ha. Thì đường đó anh chị nè, xe Hoa Mai toàn thắng là đi ngang qua vị trí của mình luôn nha anh chị. Đi về biển Long Hải, Phước Hải, Lộc An, Hồ Tràm, Hồ Cốc là đi ngang qua vị trí của mình luôn ha. Đặc biệt là view núi Minh Dạm trải dài luôn nha anh chị. Thì hôm nay chủ có gửi cho em một căn nhà với tổng diện tích là gần 350m² nha anh chị. Bán mặt tiền đây, bán mặt tiền đây là 45m mặt tiền nha anh chị. Đây, đây ha, mặt tiền rất là nhiều luôn anh chị. Anh chị có thể vừa ở này, vừa kinh doanh buôn bán được luôn nha. Khi mà khu dân cư đông lên là anh chị có thể vừa ở vừa kinh doanh buôn bán được luôn. Diện tích sàn của mình là khoảng tầm 100m² nha anh chị. Còn lại anh chị làm vườn tới 250m² luôn. Ở đây thì điện nước đầy đủ rồi. Ở trong đây là khu bàn cờ nha anh chị, khu phân lô nha. Nhưng mà người ta chưa có xây. Còn phía bên này là người ta đã xây dựng xong xuôi hết rồi nha anh chị. Bây giờ em sẽ đi vào căn nhà cho anh chị xem. Giá cực kỳ hời luôn nha. Đây là phòng khách. Còn kế tiếp kia là phòng bếp ha. Nhà mình hiện tại chủ thiết kế là hai phòng ngủ nha anh chị. Đây, mỗi phòng ở đâu đó cũng tầm là hơn 20m². Có máy quạt nha anh chị. Có đường ống máy lạnh, anh chị về gắn thêm máy lạnh nữa là ok ha. Đây, hai phòng như nhà hết luôn ha. Và đây là phòng bếp nè, có kệ dưới anh chị, bỏ chén đũa ở dưới ha. Mình về mình thiết kế thêm cái kệ gỗ ở trên nữa là ok luôn anh chị. Còn bên kia thì anh chị có thể thiết kế bộ sơ sofa ha, sofa làm phòng khách đây, gắn nó tivi chỗ này là quá tuyệt vời luôn rồi. Còn phía sau này là toilet ha. Đây, đây cái chỗ là rửa tay này, toilet trong này, khóa này, chủ khóa cửa đây. Còn mới nên là chủ khóa cửa này. Đây, phía sau mình là có con suối nha anh chị. Suối này là suối chảy quanh năm luôn ha. Mùa này mùa nắng nên là cũng ít ráo hơn. Suối này ha. Bên hông mình là có một cái gara ô tô nha anh chị. Đây, có một cái gara đây, mở cửa này ra. Còn không gian này thì mình có thể là trồng rau này, hoặc là mình thiết kế thêm phòng ngoài này tùy anh chị ha. Mình có thể là phía trên này nè, mình ngăn là phòng đây, mình làm thêm một cái phòng chỗ này nữa anh chị, cũng khá là được, ok ha. View này phía sau mình là ruộng muối nha anh chị. Rất là mát luôn. Em đứng đây là mát rười rượi luôn nha anh chị. Ở đây thì có đèn đường chiếu sáng đầy đủ, camera an ninh nha. Sát với tỉnh lộ 44A, vị trí của mình là di chuyển ra biển Long Hải, nó đâu đó khoảng tầm là 7km thôi. Đây, mình là tới đây luôn nha anh chị. Mình là tới cái cột này, chạy thẳng ra đường nhựa là 15m rưỡi nha. Còn bán mặt tiền đường nhựa đây là 45m. Đó, thì phía sau này anh chị có thể trồng cây ăn trái này, hoặc là làm vườn gì tùy anh chị nha. Sát cái con suối này là mát mẻ quanh năm luôn. Hiện tại chủ đang mong muốn giá là 1.950.000 nha, còn bớt cho anh chị thiện chí. Đây, có bồn nước này, hơn 1.000 lít luôn nha, 1.200. Có máy nước nóng đầy đủ nha anh chị. Nhà của mình là quay về hướng Bắc ha. Em xin nói là tọa lạc ngay xã Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vị trí của mình là ngay ngã ba này. Thì cái ngã ba này á, nó không có đâm trực diện vào căn nhà của mình nha anh chị. Thì anh chị cũng đã thấy đây này, theo cái mép nhà này ha, nó sẽ đâm vào cái gara ô tô mình thôi ha, không phải là đâm trực diện nha. Nó đâm vào lô đất mình thôi, nhưng mà không có phải đâm trực diện nhà. Nhà của mình là chủ xây xéo về bên kia. Còn phía bên này anh chị có thể thiết kế này, đã trồng cây ăn trái làm vườn các kiểu ok luôn. Thì đường ở đây á, là đường thông luôn nha anh chị, đường thông, đường bàn cờ hết ra. Khi mà khu dân cư ở đây á lên là rất là đẹp luôn nha anh chị. Tại vì ở đây là sổ hồng riêng này, toàn bộ ở đây là sổ hồng riêng và full hết thổ cư rồi. Thì khi mà khu dân cư đông lên là cái vị trí mình, em phải nói là quá đẹp luôn, quá tuyệt vời luôn nha. Rồi em xin nói lại tổng diện tích căn nhà của mình là
348,9 m². Bám mặt tiền đây là 45 m ha. À, cạnh bên này là cạnh bên này sâu vào trong là 15 m rưỡi, xong rồi nó xéo về bên kia nha anh chị. À, nó xéo ha, kiểu tam giác nhưng mà nó rất là đẹp nha anh chị, chứ không phải là kiểu tốp hậu nha. À, nó hình lô đất. Cuối video em sẽ quay sổ và soi quy hoạch cho anh chị xem luôn. À, anh kia anh chị thấy cũng người ta làm nhà rất là đẹp luôn nha, xa xa kia. À, để em quay ra tỉnh lộ 4B cho anh chị xem. À, bên này người ta chuẩn bị làm nhà đây nha anh chị. À, chuẩn bị đây, công trình đang về đây này. Anh này anh mua nguyên một cái container anh làm cái phòng anh chị. À, làm văn phòng đây luôn. Phía đối diện đường tỉnh lộ 4B bên kia là khu công nghiệp Chăn Chun nha anh chị. Khu công nghiệp đó vừa rồi mới bị cháy anh chị. Khu công nghiệp đó cách đây khoảng tầm một tuần là có em ở đây, nhưng mà em không có trực tiếp tại vì lúc cháy luôn, khoảng tầm 7-8 giờ tối em không có trực tiếp ở đây, nhưng mà có lên báo đài luôn anh chị. Không biết hôm chủ nhật nó không biết sao mà bị cháy tại công ty đây, là công ty Chăn Chun ha. À, công ty Chăn Chun Vina của xã Ngãi, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu. Đường này là xe Hoa Mai tuần tháng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về biển Long Hải, Phước Hải, Hồ Tràm, Hồ Cốc, La Ghi, Bình Thuận là đi ngang qua vị trí của mình luôn nha anh chị. Thì hướng này là anh chị lên ngay trung tâm của thị trấn Long Điền này. À, cách khoảng tầm là 700 m thôi. À, mình là thuộc xã An Ngãi nhưng mà giáp với thị trấn Long Điền nha anh chị. À, và cũng là hướng lên trung tâm của thành phố Bà Rịa, cách khoảng tầm là 3 km, và đi về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm là 80 km ha. À, còn hướng ngược lại đây, hướng ngược lại là anh chị về biển Long Hải là khoảng tầm 7 km, và đi theo đường ven biển này là đi về Phước Hải, Lộc An, Hồ Tràm, Hồ Cốc, La Ghi, Bình Thuận nha. À, mình rẽ vào đây một chút xíu này, đó, cách chỉ đúng 100 m thôi. Đây, căn nhà mình đây anh chị. À, đường nhựa, vỉa hè, cây xanh cực kỳ đẹp ha. Vị trí cực kỳ thoáng cho anh chị về đây nghỉ dưỡng. Ngay ngã ba chỗ này là anh chị có thể là ra đây có cái chỗ quay đầu mình đi rất là tiện luôn nha. Đó. Rồi anh chị quan tâm inbox liền cho em nha, giá chỉ có 1.950.000.000. Anh chị liên hệ 0906 779 152. À, bây giờ em sẽ quay sổ và soi quy hoạch cho anh chị xem luôn ha. Đây mình là sổ sẵn, sổ mới anh chị, cùng chứng sang tên ngay nha. À, thửa đất số là 1431, tờ bản đồ số 7, địa chỉ xã An Ngãi, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 348,9 m², hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là 80 m thổ cư. Còn lại đất lầm muối ha, thời hạn đất ở lâu dài. Thì đất lầm muối này cũng giống như đất cây hàng năm và cây lâu năm thôi nha anh chị. Và đây là cái thửa của mình. Thì đất của mình là quay về hướng bắc ha, để em soi quy hoạch cho anh chị xem. Chủ có gửi cho em cái demo mà lúc chưa xây nhà đây anh chị này. À, rất là đẹp luôn. À, anh thiết kế đây là phòng ngủ thứ hai này, đây là phòng khách, đây là phòng bếp, anh ghi rất là rõ ràng luôn ha. Và đây là bếp cấp C, đây là sân phụ này, còn đây là gara. À, nó giống như cái hình em quay luôn nha anh chị, như thực tế luôn ha. Đây sân sau. À, còn đây là phía bên hông lô đất của mình. À, anh tính làm cái kiosk này, 1, 2, 3, 4, 5, được 5 cái kiosk luôn anh chị. Tại vì mình đã bán mặt tiền rất là nhiều nha. Mặt tiền của mình đây anh chị. À, mặt tiền của mình đây là tới 45 m mặt tiền lận nha anh chị. À, rồi để em soi quy hoạch cho anh chị xem ha. Đây là cái demo hình nhà của anh đây. Và đây là bản quy hoạch của mình nha anh chị. Thì trên bản quy hoạch của mình là sau này phía sau mình có con đường giao thông cắt ngang qua lô đất của mình nha. Nhưng mà cắt không đáng kể nha anh chị. Cắt chỉ một góc này thôi. À, chỉ một góc lên phía sau này thôi. Đây giao thông của mình là 70,3 giao thông thôi, còn lại đất ở nông thôn của mình tới 278,6 m² đất ở nông thôn ha. Thì anh chị nếu như mà con đường phía sau này có làm thì lúc đó là mình ra hai mặt tiền nha. Mà đường này là đường lớn luôn, thực tế đường này là đã 10 m rồi, đường này thì theo em thấy là gấp 3 thì khoảng tầm 30 m, thì mình vẫn còn là ngang tới chiều sâu vào trong đây là khoảng tầm là 8-9 m này, chiều dài thì 4 mấy m, thì lúc đó vị trí mình càng đẹp hơn nữa ha, giá trị mình càng cao luôn nha anh chị. Đây anh chị thấy ra đây một chút xíu này. À, đường này là đường tỉnh lộ 44B ha, à 44A ha. À, đi vào đây thì sau này có trên quy hoạch giao thông mình có con đường này lớn này bắn ngang này. À, thì mình chỉ trông chờ con đường này mở rộng thì vị trí mình là cực kỳ đẹp luôn nha anh chị. Ra đường lớn thì vị trí mình càng đẹp, thì lúc đó mình hai mặt tiền cực kỳ nhiều luôn nha. Nhưng mà không biết là có quy hoạch hay là không ha. À, hay là quy hoạch treo gì đó mình cũng biết. Nói chung là thực tế là chỉ một mặt tiền thôi.
Nhưng mà trên quy hoạch của mình sao thì em báo luôn anh chị khỏi mất thời gian ha. Anh chị quan tâm thì inbox liền cho em gửi sổ, gửi quy hoạch cho anh chị xem luôn. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Không quên cho em một like, một đăng ký kênh.